Cô gái 23 tuổi cạo đi tóc và lông mày trong ngày cưới, đội thêm một cái hộp vuông đỏ. Cô ấy lúc này chính là cô dâu đẹp nhất hôm nay. Nơi đây là huyện Quảng Hà, vùng biên giới Việt Nam. Dưới chân những ngọn núi chót vót này, người dân tộc Dao đỏ vẫn sống cuộc sống nông nghiệp tự cung tự cấp. Trong truyền thống của tộc Dao đỏ, phụ nữ 13 tuổi có nghĩa là đã trưởng thành. Họ cần cạo tóc và lông mày, rồi đội một cái hộp vuông như mũ bảo hiểm, từ đó khoác lên trang phục truyền thống. Phụ nữ Dao đỏ có thể gánh vác cả trời. Phần lớn việc nông đều do phụ nữ làm, còn đàn ông chỉ phụ trách việc thờ cúng hoặc nghi thức trưởng thành. Sáng sớm dân làng đã tập trung tại nhà hôn lễ. Hôm nay là ngày một người con gái kết hôn. Lúc này các phù dâu đang tất bật làm tóc cho cô dâu. Trong ngày hệ trọng này, họ thay cho cô dâu một cái mũ mới. Đối với phụ nữ Dao đỏ, tóc là phần riêng tư quan trọng nhất của họ. Đến cả chồng cũng không được thấy họ khi làm tóc. Sở dĩ đội hộp vuông là phong tục tổ tiên truyền lại để phân biệt với các bộ tộc khác. Sửa soạn xong, người mẹ sẽ đội nón cho cô dâu, phủ thêm khăn trùm đầu đỏ. Chỉ có chú rể mới được thấy mặt cô dâu. Tiếp đó theo thầy cúng về nhà trai. Trên đường còn phải thay sang trang phục truyền thống mới. Lúc này, nhà trai sớm đã thổi kèn nghênh đón. Trong hôn lễ của tộc Dao đỏ có một cấm kỵ, sau khi cô dâu về nhà trai, không được vào thẳng phòng, phải ở bên ngoài đợi đến giờ lành. Giờ lành hôm nay là 11 giờ. Trong lúc đó, chú rể sẽ bưng trà đến cho cô dâu và đoàn phù dâu. Đúng 11 giờ trưa, trong tiếng kèn, cha mẹ hai bên và thầy cúng sẽ vẩy cây đũa nhúng rượu, tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Cô dâu chú rể đứng trước bài vị tổ tiên làm lễ. Hai bên uống trà xong, cô dâu được đưa vào phòng cưới. Cuộc sống mới sắp sửa bắt đầu, cô dâu lại có vẻ hơi mông lung. Người cha rất vui, hy vọng hai con có thể sống tốt, sớm ngày được bế cháu ngoại. Sau đó nhà trai phải trao sính lễ 100.000 đồng. Bởi vì điều kiện nhà trai có hạn, lúc này chỉ chuẩn bị được 70.000, 30.000 còn lại phải nợ bù sau. Con trai thuận lợi lấy được vợ, cha chú rể cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghi thức kết thúc, bạn bè thân thích cùng dùng bữa, chúc cho hai vợ chồng cuộc sống viên mãn. Tuy mọi người đều nói tân hôn vui vẻ, nhưng đối với phụ nữ Dao đỏ, hôn nhân thực ra là một con đường khác khổ cực hơn. Không chỉ phải làm việc nhà, mà cả việc cày bừa cũng do phụ nữ đảm nhận. Tháng 2 và tháng 9 hàng năm gieo hạt, tháng 8 và tháng 1 thu hoạch. Phụ nữ quanh năm đều làm việc quần quật, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ đã quen với cuộc sống như thế này, cho rằng phụ nữ làm việc chân tay là đương nhiên và tự hào về điều đó, tin chắc phụ nữ lao động là truyền thống tốt đẹp của Dao đỏ. Ngoài ra, phụ nữ mỗi ngày đều phải chặt và gánh củi. Vác đống gỗ nặng trịch đối với phụ nữ đã là chuyện như cơm bữa. Khi rảnh rỗi, phụ nữ sẽ cùng nhau thêu. Mỗi một người phụ nữ Dao đỏ đều là một bậc thầy thêu xuất sắc. Hoa văn trên trang phục của họ đều tự thêu thủ công. Một đôi ống quần phải thêu mất một tháng. Còn để làm một bộ trang phục truyền thống cần đến nửa năm. Người phụ nữ với tay nghề thêu tinh tế sẽ được coi trọng trong tộc. Cần cù, giản dị và tinh tế là đặc điểm của phụ nữ Dao. Những căn nhà của người Dao đỏ rải rác trên cánh đồng. Phòng bếp chiếm diện tích lớn nhất, kế đó là phòng ngủ của hai vợ chồng. Dân làng không thờ thần quỷ, chỉ thờ tổ tiên. Chính giữa phòng là nơi đặt bài vị tổ tiên, cũng là nơi quan trọng nhất trong nhà. Phòng của trẻ con ở trong cùng, đảm bảo an toàn và kín đáo. Cơm là món chính, kèm với rau và thịt. Một nhà thường có 2 đến 3 con. Tộc Dao đỏ đặc biệt coi trọng nghi thức thờ cúng. Đây là một sự kiện thường niên trọng đại. Phụ nữ thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi họ hàng đến thờ cúng tổ tiên. Thầy cúng sẽ cầu tổ tiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa, con cháu khỏe mạnh bình an. Để kiểm chứng tổ tiên có nhận lễ cúng của con cháu hay không, thầy cúng sẽ đốt bài khấn trên sàng tre. Nếu sàng tre không bị cháy, có nghĩa năm tới tất sẽ bội thu. Khi rảnh rỗi, dân làng sẽ lên núi chặt vỏ quế. Lúc này đàn ông cũng sẽ tới giúp, nhưng phần lớn vẫn do phụ nữ hoàn thành. Trồng cây non xuống đất, chờ 7 đến 8 năm là có thể thu hoạch. 75 cây quế con có thể đem lại thu nhập 1 triệu mỗi năm. Đối với một gia đình đây là một khoản tiền lớn. Vỏ quế thu hoạch về cần được phơi khô thủ công, kể cả là người già 80 tuổi cũng phải lao động. Theo quan niệm thấm nhuần vào người Dao đỏ từ thuở thơ ấu, chỉ cần còn cử động được thì phải tạo ra giá trị. Đây là gen khắc sâu trong họ. Trẻ con nhỏ tuổi cũng sẽ góp sức mình. Cứ 2 hộ gia đình trong làng sẽ có một con trâu cày. Đây là người bạn đồng hành mà họ dựa vào để sống. Công việc mỗi ngày của mấy đứa trẻ là trông nom đàn trâu. Đàn ông Dao đỏ chỉ khi qua lễ trưởng thành năm 20 tuổi mới được tham gia vào các vấn đề trong nhà. Trong lễ trưởng thành, thầy cúng đi quanh chàng trai, hai ngón tay út móc vào nhau, chứng minh anh ấy sẽ không làm mất mặt gia đình và đã sẵn sàng trở thành một người đàn ông. Tiếp đó cúng bái tổ tiên theo các bề trên. Cuối cùng còn phải xác nhận tổ tiên có chấp nhận thỉnh cầu của họ hay không. Rót ít rượu vào chén, rồi ném 2 khúc tre xuống đất. Nếu như cùng úp xuống, nghi thức mới xem như kết thúc tốt đẹp. So với đàn ông Dao đỏ, phụ nữ phải bỏ ra quá nhiều. Cày bừa, chăm nom cuộc sống, thêu thủ công. Chính vì họ chịu thương chịu khó hy sinh, truyền thống của tộc Dao đỏ mới có thể truyền từ đời này sang đời khác. Video đến đây là hết rồi.
Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.